Báo cáo với lại các thượng vấn đế, video này mình thực hiện test hoạt động phần băng cassette của chiếc đài Sony có model CFS1110SC. Cục máy này là cục máy số 1, cục máy số 2 test rồi, video trước test radio rồi, video này test về phần băng cassette. Chợt lòng em tỉnh giấc giữa đêm dài vắng lặng với nỗi cô đơn bao quanh. Em bỗng nhớ thương anh hơn bao giờ. Những kỷ niệm của chúng mình một thời có nhau đã lần lượt trở về. Em chợt khám phá tình yêu dành cho anh mỗi ngày mạnh liệt hơn. Em không ngăn nổi ước mơ được một lần hy vọng tiếng hát này sẽ đem em về gần bên anh, nơi phương trời xa xôi này. Cuộc đời em đã hứa cho anh thì sẽ chờ anh. Thank you.
tạm dừng cái này. Nếu như ở cái loa này ấy, mà có tiếng sôi thì chỉ có phan đình đáp thôi. Này, đây là tính năng đặc biệt của chiếc đài Sony có model CFS1110S mà hãng Sony trang bị cho. Tạm dừng, không được phép sôi. Tua cũng vậy. Này. Tua mà ở loa này mà sôi thì cũng phan đình đáp. Phan đình đáp. Tua là không được phép sôi, chỉ nghe tiếng kêu của bộ cơ này thôi. Tua hai chiều, chiều nào cũng như chiều nào. Nhá. Thôi, xin phép dừng video ở đây. Thân ái, chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.